Phật tử đại Bồ Tát có 10 câu Phật pháp thật nghĩa, những gì là 10, đó là tất cả pháp chỉ có danh, tất cả pháp như huyễn, tất cả pháp như hình bóng, tất cả pháp chỉ là duyên khởi, tất cả pháp nghiệp thanh tịnh tất cả pháp chỉ là văn tự sở tác, tất cả pháp thật tế, tất cả pháp vô tướng, tất cả pháp đệ nhất nghĩa, tất cả pháp pháp giới đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ khéo vào trí nhất thiết trí vô thượng chân thật nghĩa. Phật tử đại Bồ Tát nói 10 thứ pháp, những gì là mười đó là nói pháp thâm sâu nói pháp rộng lớn nói pháp các thứ nói pháp nhất thiết trí nói pháp tùy thuận ba la mật nói pháp sinh ra lực của như lai nói pháp ba đời liên tục nói pháp khiến cho bồ tát chẳng thối chuyển nói pháp khen ngợi công đức của phật nói pháp tất cả bồ tát học sự bình đẳng của tất cả chư phật cảnh giới tương ưng của tất cả như lai đó là mười nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này, thì sẽ được Pháp khéo nói vô thượng của Như Lai. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 Pháp trì, những gì là 10? Đó là trì tích tập tất cả căn lành phước đức, trì Pháp của tất cả Như Lai nói, trì tất cả ví dụ, trì tất cả thú môn Pháp lý, trì tất cả môn xuất sinh Đà La Ni, trì tất cả Pháp trừ nghi hoặc, trì Pháp thành tựu tất cả Bồ Tát, trì tất cả môn môn tam muội bình đẳng của Như Lai nói, chỉ tất cả môn pháp chiếu sáng, chỉ sức thần thông du hí của tất cả chư Phật, đó là mười. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này, thì sẽ được sức trụ trì đại trí vô thượng của Như Lai. Phật tử, đại Bồ Tát có mười thứ biện tài, những gì là mười? Đó là biện tài đối với tất cả pháp không phân biệt, biện tài đối với tất cả pháp không chỗ làm biện tài đối với tất cả pháp không chấp trước biện tài đối với tất cả pháp thấu đạt đều là không biện tài đối với tất cả pháp không nghi hoặc và đen tối biện tài đối với tất cả pháp được phật gia bị biện tài đối với tất cả pháp tự giác ngộ biện tài khéo léo đối với tất cả pháp câu văn khác biệt Biện tài đối với tất cả pháp diễn nói đều chân thật. Biện tài tùy theo tâm của tất cả chúng sinh khiến cho họ hoan hỷ. Đó là 10. Nếu Bồ Tát an trụ pháp này, thì sẽ được biện tài khéo léo vi diệu vô thượng của Như Lai. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 pháp tự tại. Những gì là 10? đó là tự tại giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh, tự tại chiếu khắp tất cả các pháp, tự tại tu tất cả hạnh căn lành, tự tại trí huệ rộng lớn, tự tại giới luật không chỗ nương, tự tại tất cả căn lành hồi hướng bồ đề, tự tại tinh tấn không thối chuyển, tự tại trí huệ phá tan tất cả chúng ma, tự tại tùy theo sự ưa thích khiến cho phát bồ đề tâm, tự tại tùy sự ứng hóa hiện thành tránh giác đó là mười nếu các bồ tát an trụ pháp này thì sẽ được đại trí tự tại vô thượng của như lai